Thiên Kim tiểu thư bỏ nhà ra đi và cái kết đắng. Cứ nghĩ tìm tình yêu đích thực và kiếm được 10 triệu nhân dân tệ mà không cần dựa vào thế lực của gia tộc và sự sắp đặt của bố là dễ dàng lắm, nhưng đời đâu có như mơ. Tiền đâu phải là lá cây đâu mà dễ kiếm thế. Để chạy trốn khỏi hôn ước gia tộc, tiểu thư quý tộc Thượng Cung Lạc khi đòi bỏ nhà ra đi, cứ nghĩ chiêu này nhất định có tác dụng với bố mình, người cha luôn yêu chiều cô vô điều kiện. Nhưng bất ngờ thay, nữ chính lại nhận được câu nói xanh rờn của ông bố, được, vậy con đi đi, và sai quản gia chuẩn bị hành lý cho cô. Sau khi nghe xong, nữ chính sốc toàn tập và trong lúc tức giận cực độ đã quyết định hừ, đi thì đi. Nhưng mọi thứ còn chưa dừng lại ở đó, trước khi cô nàng đi khỏi nhà, ông bố còn đưa ra 3 điều kiện. Thứ nhất, không được phép mang theo một đồng nào của nhà. Thứ hai là không được công khai gia thế ra bên ngoài. Và cuối cùng là nếu trong 2 năm Lạc Hy có thể kiếm được 10 triệu bằng sức lực của bản thân thì sẽ không bị ép kết hôn nữa, còn không thì cô có chạy bằng trời cũng phải bắt cô về. Trước những điều kiện rất chi củ chuối của ông già nhà mình, nữ chính đã lý lẽ hùng hồn tuyên bố rằng sau 2 năm cô không chỉ kiếm được 10 triệu mà còn tìm được tình yêu đích thực của đời mình cho bố cô sáng mắt ra. Bỏ nhà đi đã khổ rồi lại gặp ngay quả thời tiết bất ổn, đi mất 2 tiếng cuối cùng cũng ra khỏi địa phận nhà mình. Nhà cũng quá rộng đi, muốn uống ngụm nước cho đỡ khát thì chẳng may lại rơi thẳng xuống hồ. Cuộc sống cũng thật trớ trêu quá rồi, dù là thiên kim tiểu thư quý tộc nhưng lại không biết bơi. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Tùm, một chàng trai mắt xanh tóc tím nhảy xuống nước cứu. Đẹp trai quá, quả là trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì vẫn không quên ngắm giai đẹp. Không chỉ có vậy, anh ta còn bất thình lình hôn cô. Và tiểu thư Lạc Hy chính thức mất đi nụ hôn đầu. Sau màn anh hùng cứu mỹ nhân rất chi ra gì và này nọ vừa rồi, nữ chính của chúng ta đầu óc vẫn đang lơ lửng mình còn có thể gặp lại anh ấy không? Thì có một hiện thực phũ phàng hơn cần nghĩ, đó chính là bị đuổi ra khỏi nhà rồi thì tá túc ở đâu? Và còn ai khác được ngoài cô chị họ Uyển Đình? Lần mò theo địa chỉ thì thấy cuộc sống của bà chị họ này chắc cũng không tệ. Vì cửa nhà mở nên nữ chính trực tiếp đi vào, thấy không có ai nên quyết định mượn phòng tắm để giảm stress vì cô thấy người nhớp nháp, khó chịu. Quả đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. Trong lúc tắm còn không quên liếc không gian một lượt và chê bai gu của bà chị họ. A, à, bỗng có tiếng con trai vang lên, nữ chính hết hồn vơ vội khăn tắm lên che người và tra khảo, anh là ai? Sao lại ở trong nhà chị họ của tôi? Tiếp đó là một loạt các câu khẩu chiến của hai người. Sau một loạt lời qua lại không hồi kết, Lạc Hy muốn báo cảnh sát. Nhưng chàng trai kia cũng không vừa, khuôn mặt đẹp trai tiến đến cầm lấy cầm nữ chính nói, báo cảnh sát, câu này tôi xin trả lại nguyên đai nguyên kiện cho cô. Cô xông vào nhà tôi không mảnh vải che thân, người báo cảnh sát phải là tôi mới đúng. Nghe đến đây, nữ chính của chúng ta thấy sai quá đi ý chứ chị ơi, hỏi lại, đây là nhà của anh. Nghe thấy câu hỏi lạ đời nhất quả đất này, anh chàng chỉ tay lên khung ảnh chân dung chính mình treo trên tường. Đó, cô nhìn đi. Dù sao thì chị họ của cô cũng không thể treo ảnh bổn thiếu gia trong phòng tắm chứ. Sau một hồi vận dụng hết công suất não bộ, Lạc Hy nhìn lên bức ảnh và phát hiện, sao tên thiếu gia này đeo chiếc vòng tay quen quen, đó không phải chiếc vòng mà chỉ có người thừa kế nhà Ngự Long mới có hay sao? Lẽ nào mình đã tắm trong phòng tắm của người thừa kế trong ngũ đại gia tộc, Ngự Long Tài? Lần này thực sự không hay rồi, phải chuồn khỏi đây ngay thôi, chạy là thượng sách chứ còn gì nữa. Nhưng chưa kịp chạy lại bị giữ lại, hay tôi gọi 119 giúp anh được không? 119 không dập được lửa của tôi đâu. Không hay rồi, cảnh báo nguy hiểm lập tức vang lên trong đầu nữ chính, nhìn kìa, máy bay. Bổn thiếu gia ngẩng đầu lên nhìn và nhân cơ hội đó, Lạc Hy co giò chạy lẹ. Lớn rồi mà bị lừa dễ vậy anh. Sau khi chạy hết tốc lực ra đến cổng, cô lại chạm mặt chị họ yêu quý của mình. Cô chị họ ôm chầm lấy gào khóc vì vừa bị đá. Người đá chính là Kỳ Liên Dạ, người thường xuyên xuất hiện ở quán Pop Mộng Hoan. Nữ chính tức sôi máu và quyết định đi tìm cha nam để trả thù cho chị họ của mình. Cô đến quán Pop, sau khi được nhân viên bảo Kỳ Liên thiếu gia đang ở phòng ba phía bên kia, Lạc Hy lập tức đá tung cửa vào. Vị thiếu gia trong phòng tức điên lên, định phi ra xem con nhỏ nào thì chả may trượt vỏ chuối. Khổ thân, anh cũng quá đen đi. Thấy cảnh tượng này, nữ chính lại gần cúi xuống giới thiệu mình là người ngưỡng mộ và muốn trở thành bạn gái anh ta. Quả là hy sinh hết mình để trả thù cho chị mà. Thấy cô nàng thú vị, chàng thanh niên thích thú nói, muốn làm bạn gái của tôi cũng được, nhưng phải thể hiện chút thành ý chứ. Nữ chính mỉm cười tiến lại gần, ồ, anh muốn thành ý thế nào? Chàng thanh niên kiêu gạo ngồi xuống, bắt chéo hai tay, hôn tôi. Thấy anh ta nói vậy, cô nhẹ nhàng tiến tới, ngồi lên đùi anh ta, đưa mặt tới gần hỏi, chỉ có chút yêu cầu này thôi sao? Các bạn đang nghĩ là sẽ có một nụ hôn cao trào ướt át như phim ngôn tình đúng không? Nhưng không hề, nụ hôn ngọt ngào thì chưa thấy đâu, mà thay vào đó là anh chàng lĩnh chọn cái tát từ nữ chính. Ôi trời ơi, các cụ dạy không sai mà, phụ nữ mà ngọt ngào với mình thì chớ có tin. Thấy anh ta sôi máu, nữ chính càng mừng rỡ vì kế hoạch vĩ đại trả thù cho cô chị họ đã thành công. Cô nàng đã xử đẹp được tên cha nam làm Uyển Đình đau lòng. Cô hả hê nói, tôi chán anh rồi,
chúng ta chia tay đi. Các người đẹp bên cạnh nghe mà hết hồn hết vía, vội níu lấy tay áo anh ta hỏi thăm, Bắc Dã thiếu gia, anh không sao chứ? Nghe đến cái tên Bắc Dã được thốt ra từ miệng các cô nàng kia, Lạc Hy muốn câm nín, tại sao đi tìm Kỳ Hiên Dạ trả thù mà giờ lại là Bắc Dã rồi? Chả lẽ mình đụng sai người? Thấy mình lại một lần nữa rơi vào cuộc chiến sinh tử, gươm đao cận kề, thượng sách chạy để bảo toàn mạng sống lại được phát huy triệt để, nữ chính không nghĩ ngợi nhiều xoay người chạy. Ai ngờ đâm sầm vào lồng ngực của một soái ca khác. Cô ngẩng đầu lên thì hai mắt sáng rực, cảnh hôn nhau thua chậm hiện ra, đây chính là người đã cứu mình. Khí thế mạnh mẽ quá. Đang xúc động nghẹn ngào hoài niệm thì đằng sau chợt có tiếng gào lên, bắt lấy cô ta. Nghe thấy vậy, cô liền nắm lấy tay áo người trước mặt cầu xin sự cứu giúp. Chàng trai trước mặt nghe xong, cúi đầu, đưa mặt mình sát lại và đặt lên môi cô một nụ hôn. Quả là soái ca trong lòng các chị em, làm gì cũng đúng, nói hôn là hôn. Tim nữ chính một lần nữa muốn nhảy ra ngoài, nhưng con tim làm sao thắng được lý trí lúc này. Cô chợt vươn tay đẩy mạnh anh ta ra, anh cùng một bọn với bọn họ. Quả là câu chuyện drama không thấy hồi kết, chưa hết vỏ dưa đã gặp vỏ dừa. Anh ta không nói gì chỉ mỉm cười, chợt mắt nữ chính nhìn thấy đôi hoa tai anh ta đeo, đây không phải là huy hiệu của người thừa kế nhà Kỳ Liên sao? Anh ta mới chính là Kỳ Liên Dạ. Càng nghĩ càng thấy đời mình thật cay đắng. Thượng cung Lạc khi gặp phải vô số chuyện trong một ngày bố đuổi ra khỏi nhà, đắc tội người thừa kế của ba gia tộc trong ngũ đại gia tộc. Quan trọng nhất là còn trao nụ hôn đầu cho tên cha nam kia. Thật đáng hận quá mà. Sau khi ra khỏi quán pub, Lạc Hy lê lết tấm thân mệt mỏi về nhà cô chị họ thì lại nhận được tin dữ, chị họ mình không cho tá túc nữa, thậm chí đưa cho cô một tờ tuyển dụng của Học viện Hoàng gia, sau đó là tiếng đóng cửa rất chi lạnh lùng và bỏ lại Lạc Hy với màn đêm cô độc. Đúng là quá thảm cho nữ chính rồi, giúp người ta hết mình để rồi nhận lại cái kết hết hồn. Và diễn biến câu chuyện về cô tiểu thư cao quý Lạc Hy và các vị thiếu gia quý tộc sẽ diễn biến tiếp như thế nào? Lạc Hy sẽ đi đâu về đâu? Liệu cô có kiếm được 10 triệu tệ cùng tình yêu đích thực để cho cha mình sáng mắt không? Mời các bạn cùng tìm đọc bộ truyện tiểu thư đỏng đảnh PK Thiếu Gia Bá Đạo tại manhwa.vn hoặc ứng dụng truyện tranh Manhwa để khám phá ngay nhé!